30.000 một người, không phải 30.000 cả. Đây có một cái siêu thị di động. Siêu thị di động. Có gì vậy? Rượu vang. Hai bánh bảy bao nhiêu ạ? Giờ ra vào 20 được không? Ra vào 20. Hả? Đi hả? Rồi chờ chúng tao ngừng đã. Ủa vậy là chơi ơi chơi chừng là xong rồi ấy à. Ở đây chừng nào xong rồi cổ chở qua. Đang mà cô tôi quay đây mà. Ừ. Mấy người? 10 người. 10 người. Rồi. Rồi ai muốn bơi bả con ở. Ai lên đầu lên ai bơi. Ủa vậy là ngừng chưa? Tao ngừng chưa? Rồi xuống. Không bơi nữa đâu. Lạnh lắm rồi. Biết kèo không mà giúp. Tao đừng. Ngồi yên đi, ngồi yên đi. Em nói yên là giúp chị rồi. Em ngồi yên rồi được rồi. Bao nhiêu tiền này? Nói trước thì báo giá thôi. Bao nhiêu? Cả người luôn hả? Người mắc lắm á. Người bao nhiêu? Người bao nhiêu được mua luôn? Người bao nhiêu? Gì bà già gì 63 già gì sao? Ủa sao thấy không đi gì hết trời, đứng cái kèo vậy thấy không đi gì hết hả? Mấy anh em nhiêu tuổi? Này không? Mới ra 21 tuổi à. 21 tuổi. Trăng tròn ấy. Này là 25 tuổi. Già rồi, 60 rồi. 30 tuổi. Trời ơi, lớn hơn em 40 mấy tuổi luôn hả? Bây giờ chơi hay không? Mọi người sẽ đó. Ủa, nếu mà đúng là lạc rồi chứ này, ok. Chơi không? Phải riêng những này nha. Đi đón đúng tuổi. Ừ, tầm đó xong rồi. Ừ, tầm đó. Nấu miếng cơm, vô nấu miếng cơm là xong rồi. Ủa, có chèo không mà sao thấy nó đứng yên vậy? Có chèo. Vô nè, hay vậy trời. Sao buồn nè. Ủa, tới rồi hả? Đừng tưởng gì. Trời ơi. Thấy đứng miếng, nó nói gì tưởng nãy giờ viết thiền nó đứng yên nữa chứ. Ủa, vô bờ nào vậy? Vô bên đây hả? Thôi nấu bên đây đi. Đúng rồi, chị biết mà. Rồi qua đó. Rồi ok. Rồi cho qua đó chị. Ok chị. Ok. Ra là đi bộ qua hả? Đi sang đây, ok vậy. Chút nhớ báo giá là bao nhiêu tiền để mua luôn đó nha. Mua bà chủ tập quá luôn. Kìa, bà chủ 60 nha. Mấy Mỹ là thả thính hết cái hai phòng luôn rồi đấy. Đi qua kia đi quần đi. Anh Mỹ là... Thì chút nữa ra chợ trả tiền luôn chứ ai. Anh Mỹ là khu vực Đông Bắc là... Chút nữa ra chợ trả tiền luôn. Xuồng con nó vào được đến đây rồi. Rồi tí nữa... Trả tiền luôn em, rồi đi chỗ khác bán hàng. Rồi tí nữa, lỡ không ra sao? Không ra đây sao? 100.000. Sao đi qua? Là nước à, mà lên hả? Chiếc kia hả? Chiếc nãy nó chạy vô đây được luôn vậy? Rồi ok. Rồi chị là chia tay luôn hả? ngồi lên khiêng luôn. Được á. Ngồi lên cái anh thắng xỉu luôn. Đi xe qua đây nè, đi qua đây để mình đi trước đây. Chợ đau quá. Nặng hả? Phải. Đây. Đây.
Em nghĩ cái thùng này nó nổi đó. Nổi. Mình giữ vừa vừa cái mình treo đó là. Nửa trời mưa rồi, nửa trời mưa không biết đường chạy nữa. Ủa, ta đi giao nước, ta sắp một cái bốn bình thường á. Chai chán gì chứ. Vậy mà đặt xin tồn, xin tồn cái hồ. Quỷ hắn nói gì đó, không có người nói gì vậy. Anh, cố lên. Hãy chứng tỏ đi anh ơi. Nó được kìa, đẩy thôi. Hãy chứng tỏ đi, chứng tỏ đi anh ơi. Rồi dỡ lên luôn đi, đi. Hai đứa nó yêu nhau kìa. Hai đứa nó yêu nhau kìa. Ừ thì ừ, mình cưới nha. Hai nó hôm qua giờ đánh lẻ hoài luôn. Kỳ này về hai nó đến với nhau luôn đó. Mẹ anh Cường mất vợ. Cường lơ là quá, bị nhậm vớt. Treo lên chụp dưới hả? Chưa à, chở một đá ra đi toilet, anh Mỹ đi theo quay kìa. Để quay cho, quay trực tiếp luôn. Đây, chúng tôi vừa vận chuyển thức ăn lên, chuẩn bị nấu ăn. Bây giờ khu này thức gió không? Nào căng nó tăng sẵn đi, lỡ có mưa cái mình còn có chỗ. Có chỗ đất mà, chú cái kìa. Chúng ta tại sao chúng ta không có dao mà chúng ta dùng bằng cái này? Chua hả? Chua mà còn bỏ thêm mắm hả?
muối đâu có đâu mà. Sao có muối, muối kìa, nguyên bịch muối. Đâu? Trong đây nè. Anh đã. Đứng lên lấy đi. Đâu? Đây đây đây, đây, đây. Anh ta đang làm gì đây? Có chừng vô nước là anh dò vô nước luôn. Bây giờ các bạn đón thử anh ta đang làm cái gì đây. Các bạn nào mà đón được anh này anh đang làm gì là đào nổ vỉa. Đây là kỹ năng, đây là kỹ năng sinh tồn. Đúng rồi, đó kỹ năng sinh tồn, tạo hình luôn, sản phẩm luôn, em biết làm kỹ năng sinh tồn đó. Đúng rồi, định hình đó, định hình đi đó, rồi nhìn trong kia đúng rồi. Làm gì vậy trời, em với bà kia là làm rồi, định hình dùng cho đẹp vô. Ê da sao cho cái lũng rồi. Rồi lấy miếng giấy bạc lót lên nữa. Lấy miếng giấy bạc nữa. Lấy miếng giấy bạc. Thì miếng giấy bạc nữa, thì miếng giấy bạc nữa. Sao vậy? Bị lủng rồi. Thôi này phiên bản lỗi, không quay phim nữa. Vô vô vô, nó chảy hết xuống dưới đâu ngon. Xin mấy được chứ? Rồi rồi ok. Mạnh lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Bỏ. Rồi sau đây chương trình để điện đi, nó luôn, để nó luôn chương trình quay thịt đó. Rồi ok, cũng gà đen rồi, ok rồi, lấy tay ra rồi. Ô, nước quá trời, cả trời đấy, nhiều nước quá rồi. Rồi bẻ lên, bẻ cái mí lên, bẻ mí lên, bẻ mí lên, bên đây lên, bên kia luôn, bên kia đó, đúng rồi rồi. Cuộn mấy lên đó. Là bây giờ một người dỡ lên, một người xách đá ra rồng động ra nữa, ok. Ồ đẹp quá. Tôi nè, cái hình hình sẵn luôn nè. Ừ, cái bát đi đẹp hơn đây ơi. Đây nè, tính hình sẵn luôn nè. Đây là kỹ năng sinh tồn các bạn ơi. Em cũng có kỹ năng sinh tồn. Đây kỹ năng sinh sôi chứ không phải kỹ năng sinh tồn. Trời ơi mọi người chỉ khổ còn hai cái chén ở đây mà khi mà. Đây là cái muỗng nha. Chính đồm luôn. Để bằng nhau, bằng nhau, bằng nhau. Tuấn để cao lên. Không, tôi cầm mà, dưỡng thử cho bạn cái chén đi. Chén hết. Đây là cái muỗng của mình nha, đó cái muỗng nè, cái muỗng này. Dạ cho mình muốn ra, mai mình đi muốn ra xong cái sản gì nữa về đánh gia lụng luôn. Cái đi không có mấy cái nhà bị. Bên Thái Lan nó đâu có cho nuôi đâu. Bên Thái Lan gì hết mình muốn. Thái Lan nó chỉ làm du lịch thôi, nó không có hải sản ở Thái Lan. Bữa cơm ăn chùa lại nữa. Hôm tới nữa ăn sao? Ăn thịt thôi hả? Ăn cơm. Thôi tạm biệt cái bãi này, chúng tôi lên đường. Giống bà cò nhà em. Ông, này bà lấy đò chứ không phải ông lấy đò. Này bà lấy đò. Ơi cô lấy đò. Bây giờ ở đâu? Bỏ sông bỏ đò. Con đò xưa. Trời ghê. Chị biết bài đó không? Chị biết bài đó không? Hả? Có nghe bài đó chưa? Ừ, đàn bà lái đò trên biển. Bà lái đò giờ đây già yếu. Bà lái đò trên vịnh ba củ đào. Bà củ đào. Bà trên đào. Bà củ đào. Chị ở đây chị có nghe cái vịnh nào có ba củ đào không chị? Phải đẹp quá. Trời ơi, chạy chút nữa chị vớt cái bì vô nha. Của chị không của ai đó. Cái bao ạ. Nha, chú vớt nha. Để mà sạch mai mốt rồi còn làm ăn nữa. Chứ mà nó dơ quá thì hết khách này mình hết được. Trời ơi, một ngày chèo gì thôi chứ biết bao nhiêu tiền trời. Chắc em ra đây em chèo đò quá. Nữa anh. Ừ. Cái này về mà ông xã nói đi nhậu xỉn về mà nói không nghe là lấy cái đây kẹp cổ nghe ông nghe khó. Hai cái bắt tay kìa. Trời ơi. Canh rồi đó, canh rồi. Anh à, sao anh start up nhiều nơi vậy? Không, này không dám đâu, về mà nói về không nghe là chỉ kẹp cổ cái chết.
Anh ra đoán được mọi người các anh ơi. Anh ra đoán được mọi người các anh không? Lên đi nào, lên nào. Tiếng nhau gì vậy? Rồi Cường chạy lên trước. Đây anh Tân, anh ta rồi cho chuyển đồ lên. Rồi mấy mọi người từ từ lên nha. Ok ok. Ồ, với các kia thì kéo vô lấy.